Sóc Cò xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2023. Sóc Cò muốn chia sẻ cho các bạn một dòng lan vô cùng là siêng bông. Rất là đẹp, màu tím đậm. Rất là nổi bật đúng không các bạn? Dòng này thì những người mới chơi lan chúng ta rất là phù hợp, bởi vì em này em ấy rất là dễ trồng. Siêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng. Em này có tên đó chính là cây đen đô nắng đồng tiền hồng. Thì tất cả những cây giống mà Sóc Cò chia sẻ cho các bạn là những cây được trồng trong chậu phi 12, giá thể là sơ dừa. Thì tất cả những em này chúng ta trồng thì khoảng độ 1 tháng nó sẽ cho ra bông. Đây là cây giống các bạn. Em này cao được khoảng được 20cm các bạn nhé, 20cm. Đây có nhiều cây đang thắt ngọn, nó đang ngồng rồi này. Tất nhiên là khi mà cây ra bông bói thì sẽ không có được nhiều bông giống như thế này được. Rất là đẹp. Hiện tại bên mình đang chia sẻ là một chậu đồng tiền hồng với giá là 65.000. 5 cây sẽ được miễn tiền ship. Có thể các bạn mua một cây đồng tiền hồng hay là mua thêm một cây như là Pensoda hay bà liễu xưa hay là Pensoda. Các bạn gom làm sao mà đủ 5 cây sẽ được miễn tiền ship. Còn các bạn là mua một cây, 2 cây mang tính chất sưu tầm thì là phí ship là 40.000 nhé. Đồng tiền hồng là một dòng rất là siêng bông, đẹp. Nếu mà các bạn là muốn đẹp hơn nữa thì chúng ta lên sưu tầm là 3 cây. Mình xin nhắc lại là 3 cây đồng tiền hồng như thế này nè, là giá là chưa tới 200.000. Các bạn về các bạn ghép giống như Sóc Cò này này. Chậu này là Sóc Cò ông ghép 3 cây vào một chậu. Đó. Các bạn ghép 3 cây vào một chậu như thế này nhìn nó rất là lùm và đẹp. Thì 1 tháng nữa các em sẽ cho ra bông. Chậu này thì là Sóc Cò là trồng là được 20 ngày, nhìn 3 cây ghép vào rất là lùm. Này dễ đang đi này, em này phát triển rất là mạnh. Em phát triển rất là mạnh, dễ xanh, giá thể là than. Đây các bạn ghép 3 cây vào một chậu thôi, nhìn sẽ hài hòa hơn rất là nhiều. Thì chúng ta chậu này là chậu ghép 3 cây các bạn, đợi khoảng độ 6 tháng nữa nó sẽ to như thế này. Chỉ cần 6 tháng thôi, 6 tháng nó sẽ to như thế này nhé, rất là đẹp. Đồng tiền hồng thì em này bông to, cánh tròn, chơi bông được khoảng 90 ngày. Siêng bông lắm, siêng bông, ít bệnh tật. Ra bông quanh năm suốt tháng. Cánh của em ấy thì là viền cánh thì có màu trắng, ở giữa thì là màu tím. Rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. 65 ngàn một chậu giống. Trồng thì những cái này thì Tết sẽ cho ra bông nhé, bởi vì là Tết còn khoảng độ 3 tháng nữa thì các em sẽ cho ra bông. Nhiều cây đã ra ngồng rồi này, bông sẽ ít hơn. Một cành được khoảng độ mười mấy nụ mà thôi. Các bạn trồng 6 tháng, cây khỏe mạnh, bám rễ vào thành chậu thì sẽ cho ra bông rất là đẹp. Nhìn một chậu như này thôi, chúng ta ghép 3 chậu thì sẽ khủng khiếp. 3 chậu là chưa đến 200 ngàn. Dòng này thì mình thấy có một cái điểm hay nữa là như thế này này, em rất là mắn đẻ. Mắn đẻ như thế này các bạn thấy này. Đó, mầm gốc này. Nhiều mầm gốc lắm. Nè, mầm gốc này. Đó. Và cao được có 20cm là cho ra ngồng rồi. Cao cao khoảng được 20cm. Đây, ví dụ như cái này đang ra ngồng đi. Em này cũng cao được khoảng độ 20cm rồi này. Đó. Bên này cũng vậy. Các bạn ghép 3 cây. 3 cây là khoảng là gần 200 ngàn. Các bạn cho trong một chậu như này này. Thì 6 tháng nữa nó sẽ ra cho chậu như thế này. Nhìn có đâu có khác biệt lắm đâu. Này, cây này cao được khoảng 40cm ha. Em này thì được 20cm. Trồng 6 tháng sẽ cao được 40cm và cho ra bông. Chỗ này thì nhìn rất là nhiều đúng không? Nhiều người tưởng là ra rất là nhiều ngồng nhưng không phải. Chậu này ra được khoảng là 6 ngồng. 6 ngồng và mình chơi được khoảng độ hơn 1 tháng rồi. Hơn 1 tháng rồi. Và bông của em còn rất là nhiều. Đây lắc đá có héo này. Rộng này. Đó. Nhìn khá là đẹp. Dòng này thì có duy nhất là điểm trừ là em này không có hương thơm, nhưng mà bù lại là mặt bông đẹp, tròn, cánh tròn. Chơi bông lâu tàn. Đây các bạn thấy này, liễu ống kính này. Đó. Thấy không? Màu tím nó rất là nổi bật đúng không? Màu tím là màu chủ đạo của cái phong lan mà. Bạn nào mà chưa có cái đồng tiền hồng này, hoặc là thích những cái dòng nào mà siêng bông đó, thì chúng ta lên sưu tầm những cái đồng tiền là quá là ok. Rất là ok. Đây, 3 cây ghép màu chậu nhìn rất là lùm. Đó. Dendro thì lên ghép. Dendro các bạn nên ghép thì Sóc Cò ủng hộ. Còn những cái dòng lan như là vũ nữ đấy thì các bạn không nên ghép. Mình sẽ cố lựa cho các bạn những cây khỏe mạnh như này nhé. Thì khoảng được 1 tháng nữa các em sẽ cho ra bông. Đây, nhiều cây nhú ngồng đi. Và các bạn bóc bớt sơ dừa đi nhé. Bóc bớt sơ dừa đi, các bạn chèm thêm than hoặc là vỏ thông. Than xay nhỏ các bạn nhé. Thì cây sẽ phát triển rất là mạnh. Dễ trồng, siêng bông.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Có TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.